So sánh hai phiên bản Spotlight, một phiên bản Original Zin mới toàn tập và một bản Full Combo Topping Độ. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Huỳnh Minh Tiến Mô Tô Hạt Lây. Và đây là chiếc Softail Spotlight, một mẫu Softail Luxury của Hạt Lây Davidson trong cái phân khúc tầm trung. Và chiếc xe này là một chiếc xe nó được tích hợp, kết hợp mẻ rất nhiều trang bị của những mẫu xe khác nhau. Đó. Cái thiết kế của cái khối động cơ này nó rất là, nó là một cái phần chính để giúp cho chiếc xe nó có cái tính thẩm mỹ và cái độ đẹp. Bồ từ hai cổ ra một phần ống bồ ha. Giật cái chốt lên, đẩy thùng lại và sau đó tháo thùng ra. Và sau đó mình đẩy cái này xuống. Rất dày, rất êm. Áo đầu đèn có thể tháo lắp nhanh mâm xe sẽ được khoe ra khi mà trang bị một bên đĩa chứ không phải là hai bên. Đó là những gì mà Tiến vừa mới giới thiệu sơ qua cho mọi người coi trên một chiếc Spotlight Zin. Và bây giờ hãy cùng đến với phiên bản Full Combo với option lên đến 350 triệu đồng cho chiếc Spotlight này. Anh chủ xe đã độ lên một cái bộ đèn cornering light cao cấp cho chiếc Spotlight này, chính hãng luôn nha. Cái logo này mua cũng khá là nhiều tiền. Dưới này là một cái chụp bánh xe nè. Đó. Và ở trong cái phần két nhớt thì là một cái cover chrome rất là đẹp. Một cái lọc gió Screaming Eagle rất chụp cốt máy. Và ở trong chiếc xe này đã được tune map Thunder Max có sẵn. Nguyên một cái bộ bô Screaming Eagle. Đó là dưới phần động cơ. Ở phía trên cái máy thì sẽ được gắn thêm một cái miếng cover để giảm nóng. Phục trước nha, nguyên một bộ kit phục trước của Olin và nguyên một cây phục sau của Olin Screaming Eagle luôn. Phục Olin thì có Olin này Olin kia, nhưng mà trên chiếc xe này thì được trang bị Olin Screaming Eagle. Nhìn nó như vậy thôi nha, nhưng mà khi mà tính ra tiền tại dealer, tính ra deal á, là từng món nó rất là mắc tiền nha. Bự hơn, êm hơn, combo yên Sundowner và tựa lưng Sundowner cho Spotlight, Softail Spotlight. Cái cover để trang trí giúp cho cái xe nó sang hơn. Ở trên này có một cái cover trang trí để cho cái xe nó sang hơn. 4 cộng dây tăng áp, tất nhiên là có Buri Screaming Eagle luôn. Và ngay cái phần động cơ lòng xi lanh này cũng có một cái cover trang trí để cho nó đầy đặn, nó sang, đẹp hơn. Và thậm chí là ở dưới cái thanh nối cần số cũng đã được trang trí bằng một cái thanh CNC có logo Harley Davidson rất là đẹp. Và thậm chí cái cần đạp số cũng đã được trang trí bằng một cái bàn đạp số khác luôn. Và đây là một cái khung chống đổ mua chính hãng tại Harley Davidson. Và ở trên này là một cái bao tay đồ chơi chính hãng của Harley Davidson. Hết chưa mọi người? Mọi người nhìn xung quanh như vậy là đã hết chưa? Vẫn còn nha, vẫn còn. Còn cái gì? Còn những cái mà mọi người chưa có nhìn thấy. Đó chính là cái kính. Đây, đó chính là cái kính chắn gió. Kính zin của xe thì nó thấp, còn kính độ thì nó cao hơn. Đó, rồi, ở phía trong này vẫn còn nha, vẫn còn nhiều đồ. Là một cái ốp nút bấm giúp cho mình bấm nút xi nhan nó dễ dàng hơn. Và ở trên này là một cái ốp dán trang trí bình xăng. Đó chính là những cái món đồ trên một chiếc xe Spotlight đã được độ tới bến. Gói độ lên đến 350 triệu đồng. Và chiếc xe này đã được bán cho một anh khách hàng rất là dễ thương, được khuyến mãi lên đến 120 triệu đồng. Mọi người hãy nhanh tay mua một chiếc Spotlight và độ lên giống chiếc xe bên kia, để mình có thể sở hữu những chiếc xe Harley Davidson đẳng cấp, giới hạn và xịn nhất miền Nam của Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.